Nhà nghèo ăn Tết. Bố, bố định đi đâu thế ạ? À? Nằm nhà lâu quá rồi. Bố định đi ra đồng mót ít cua. Thằng cu Tí nó thích ăn canh cua lắm. Ấy chết, bố không được đâu. Bố còn đang ốm phải dưỡng sức, lại còn đau thấp khớp nữa. Bố ở trong nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài nữa. Hôm nay bố... Bố thương chúng con. Thương cháu thì bố cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ. Khi nào bố khỏe hẳn thì chúng con không dám cản ạ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang băm thịt con à, sắp tới giờ cơm chiều rồi. À, hoan hô mẹ, chiều nay lại được ăn thịt rồi. Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt đấy. Tí à, nhà mình nghèo, dành dụm mãi mới mua được ít thịt cho nội ăn. Nội mới ốm vậy, cần được bồi dưỡng nhiều hơn con à. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cụ Tí của mẹ ngoan quá. Sang nhà Tèo chơi thôi. À mà mẹ dặn mình phải ở nhà trông ông. Ông nội ơi. Ở cụ Tí, cháu học xong rồi à. Nào lên đây ngồi với ông nào. Dạ vâng. Cụ Tí ngoan của ông. Thằng bé sao dạo này gầy thế, toàn thấy xương sườn thôi. Ông ơi, ăn mau khỏe để chơi với cháu nhé. Ông cháu mình sẽ ra ngoài để thả diều. Ừ, ông hứa, ông sẽ mau khỏe thôi. Vâng, cháu thích lắm, giống bạn Tèo ấy, hay được ông bạn ấy chở đi chơi lắm. Bố ăn thức ăn đi ạ. À? Nào, cụ Tí của ông, cháu ăn thịt đi cho trông lớn cháu nha, mấy nay cháu gầy quá. Ông ơi, cháu không ăn đâu. Sao lại không ăn? Cháu... Bố ăn đi ạ. À? Kệ cháu nó. Ông ăn đi ạ. À. Dạo này cháu không thích thịt tí nào hết. Cháu thích ăn rau cơ. Cụ Tí ngoan, ăn thịt rồi ông gấp rau cho. Ông ăn đi thì cháu mới ăn. Được rồi, cháu ăn trước đi rồi ông ăn. Chúng nó vất vả quá. Mình đã không làm được gì. Lại nay ốm mai đau, mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc của các con. Có gì ngon ngọt cũng lại dành hết cho mình. Cứ thế này thì tội cho chúng nó quá. Thưa thầy, tình hình sức khỏe của cha tôi thế nào ạ? Sức khỏe của ông nhà cũng khá hơn rồi. Cụ cần nghỉ ngơi và điều trị một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Vâng, thế thì tốt quá ạ. Mà này, anh chị nhớ cho, đợt này kiêng cho cụ ăn những thức ăn có nhiều chất như là thịt cá nha. Sao lại vậy ạ? Cha cháu phải tẩm bổ vào thì mới nhanh khỏi bệnh được chứ ạ? Biết là vậy rồi, nhưng với loại thuốc mà tôi đang cho uống có nhiều thành phần kỵ với đạm, sợ ăn vào người sẽ không lợi. Dạ, thầy Lang đã nói vậy thì chúng cháu xin nghe ạ. Thôi tôi về đây, 2 tuần nữa tôi sẽ khám lại. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Mình ơi, hôm nay thầy Lang hẹn qua khám cho cha. Ta về nhà xem thầy Lang đã tới chưa. Tôi thấy sốt ruột quá à. Không biết tình hình thế nào rồi. Ừ, vậy thôi nghỉ ở đây, mai làm tiếp. Lần này tôi không thể nói như lần trước được đâu. Ông không chịu ăn uống tẩm bổ thì sao có sức khỏe được. Nay mạch của ông vẫn yếu lắm. Lương tâm của người chữa bệnh không cho phép tôi nói như thế. Tôi không thể nói dối tiếp nữa đâu. Tôi biết, nhưng xin thầy, nhà tôi, chúng nó vất vả với tôi quá. Miếng ngon nào cũng dành cho cha, thì sao có sức mà làm lụng cơ chứ. Lại thêm thằng cháu cứ mỗi lúc một gầy, xương sườn nhô ra. Tôi làm ông không đành lòng thầy ạ. Tôi thương con, thương cháu tôi quá. Cha, dù cho chúng con vất vả thiếu thốn chút, nhưng cha được đủ đầy khỏe mạnh thì chúng con có xá chi đâu. Chúng con chỉ có một ao ước là mỗi sáng thức dậy vẫn được thấy cha khỏe mạnh và minh mẫn, làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Được thế thì dù vất vả mấy chúng con cũng thấy hạnh phúc lắm.
cha đừng nghĩ ngợi gì cha nhé. Ông ơi, ông phải ăn thật nhiều còn mau khỏe để còn chơi nhiều với cháu. Ừ, ông biết rồi, cháu ngoan. Tuy bệnh tật dày vò, nhưng ông ấy thật có phúc khi có con cháu tận hiếu đến như thế. Câu chuyện của những đôi giày. Ôi, đôi giày màu xanh mới đẹp làm sao. Thôi, nhìn ngắm gì nữa con. Ở nhà có mấy đôi giày vẫn còn rất tốt mà. Cho con mua nốt lần này nữa nha mẹ. Lần trước, con cũng hứa là mua đôi cuối cùng. Nay lại đòi mua nữa. Nhưng con thích lắm mẹ ơi. Nếu có nó, con hứa sẽ học tốt hơn. Con sẽ vâng lời ba mẹ. Thôi muộn rồi, đi về thôi con. Bày đặt điều kiện nữa. Không chịu đâu, mẹ mua cho con đi mà. Đúng là chứng nào tật nấy. Có giày mới rồi. Mẫu này hôm qua mình mới thấy trên tivi. Mình mà đi đôi này tới sinh nhật thằng Tí ngày mai, chắc tụi nó sẽ ghen tị lắm. Chào cậu. Ôi, chào các bạn. Mình là giày xanh. Các cậu đều là bạn của cậu chủ hả? Đúng rồi, nhưng đã từng thôi giày xanh ạ. Mấy hôm nay cậu ấy không thèm ngó ngàng tới tôi, cả tháng nay ấy chứ. Thôi, các cậu đừng buồn, cậu chủ đều yêu quý, mới đem chúng ta về làm bạn. Mình nghĩ ai cũng sẽ được cậu ấy yêu thương như nhau thôi. Cậu không biết đâu, rồi một ngày cậu cũng sẽ như chúng tôi thôi. Cậu chủ sẽ vứt vào một xó, lấy bụi và chẳng bao giờ dùng đến chúng ta cả. Mình không tin, vì dù sao, tớ cũng là mẫu hiện đại nhất, mới nhất, đẹp nhất. Rồi cậu xem. Mình sẽ mua đôi giày đỏ kia, mẫu mới nhất đó. Phải về xin tiền mẹ luôn mới được. Các bạn ấy nói không sai. Thôi, cậu đừng buồn. Tính tình của cậu chủ luôn là vậy mà. Dù sao thì cậu còn có chúng tớ là bạn. Có chuyện gì vậy các cháu? Sao giày xanh lại khóc thế? Bác đồng hồ ơi, cậu chủ không còn thích cháu nữa. Cậu chủ bỏ rơi cháu rồi. Cậu ấy cũng không cần chúng cháu nữa. Cậu chủ nói tủ chật rồi thì sẽ vứt chúng cháu đi. Cậu chủ hết yêu thương chúng cháu rồi bác đồng hồ ơi. Sao có thể bỏ những đôi giày đáng yêu như các cháu đi được chứ? Cậu Mít này đúng là cá thèm chóng chán. Bác phải cho cậu ta một bài học mới được. Bác đồng hồ, bác giúp chúng cháu thật chứ? Bác giúp thế nào được? Ta là đồng hồ cổ mà, cũng có chút gọi là năng lực siêu nhiên. Đợi cậu ta về đã, ta sẽ cho các cháu xem. Mẹ đi đâu mãi chưa về nhỉ? Để mình còn xin tiền mua đôi giày đỏ kia, lỡ người ta mua mất, mình chán ngấy cái đống giày cũ này lắm rồi. Ôi, cái đồng hồ bị chập mạch rồi. Mới có 3 giờ chiều, tự dưng lại kêu ầm ĩ, chịu hết nổi rồi. Có chuyện gì thế này? Cậu chủ, cậu không cần đến chúng tôi nữa phải không? Cậu muốn bao nhiêu đôi giày nữa thì mới đủ. Nếu không cần chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ đi. Từ hồi nghỉ hè đến giờ, cậu còn nhớ tôi không? Tôi hàng ngày vẫn theo cậu đến trường, đi trên hành lang cùng bạn bè, nói cười ríu rít. Còn tôi từng đồng hành với cậu, giúp cậu sút những quả bóng trúng khung thành. Tôi bước lên bục nhận giải cầu thủ nhí xuất sắc trong sự tung hô của bạn bè. Còn tôi từng theo cậu chạy nhảy trên đồng cỏ mênh mông, đuổi theo những cánh diều. Cậu đã từng rất vui vẻ và sảng khoái. Tôi rất vui vì đã đem đến cho cậu sự thoải mái và vui vẻ đến vậy. Còn tớ mới đây thôi đi cùng cậu tới bữa tiệc sinh nhật, giúp cậu hãnh diện trước sự trầm trồ của lũ bạn. Thế mà giờ cậu đã quên ngay được. Cậu là đồ vô ơn. Chúng tôi một lòng theo cậu, bảo vệ đôi chân cho cậu. Vậy mà cậu không hề quý trọng, mà chỉ mê những thứ mới thôi. Cậu từng khen ngợi, từng vuốt ve, lau chùi chúng tôi chu đáo biết nhường nào. Vậy mà giờ đây, cậu lại chả thèm ngó ngàng. Khi có thêm những đôi giày mới,
cậu không coi chúng tôi là bạn nữa sao? Thì ra, cậu chủ là người như vậy. Cậu làm tôi thất vọng quá. Chúng tôi sẽ rời xa cậu để đi tìm người nào biết trân trọng chúng tôi. Để xem, không có chúng tôi, cậu sống như thế nào? Không, không, đừng đi mà. Ôi, giày của tôi. À, đau quá. Thì ra, không có giày lại khổ sở như vậy. Mình là một người chủ tồi. Các cậu vì bảo vệ mình mà phải chịu trầy xước đau đớn, bị vấy bẩn. Thế mà mình lại không hiểu, lại còn chê bai. Xin lỗi, các cậu quay lại đi, đừng rời xa tớ. Mít ơi Mít, con mơ gì đấy? Dậy đi con, sao con lại ngủ ở đây? Ơ, thì ra chỉ là giấc mơ. Mình cứ tưởng... Mình hiểu rồi, mình không nên có những thứ mới mà quên đi cái cũ. Phải biết trân trọng những gì đang có. Mẹ ơi, con yêu những đôi giày này. Hôm nay chủ nhật, con sẽ vệ sinh hết chỗ giày này. Từ mai, mỗi ngày con sẽ đi một đôi. Cô dâu đích thực. Ngày xưa, có một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng mẹ mất sớm. Cô phải ở với dì ghẻ và làm lụng vất vả suốt ngày. Ta khát nước quá, có thể cho ta xin một chút nước uống được không? Dạ vâng ạ, bà đợi cháu một lát, cháu sẽ lấy nước cho bà. Nước của bà đây ạ. Bà có đói không? Cháu vừa làm bánh xong, bánh còn nóng hổi, bà ăn một chút bánh cho ấm bụng nhé. Ôi cô gái tốt bụng, vậy thì hãy cho ta xin một lát bánh nha. Cô gái rất hiền lành và tốt bụng, nhưng bà dì ghẻ và cô con gái của bà ta thì vô cùng độc ác. Mẹ con bà ta luôn kiếm cớ để hành hạ cô gái. Thân ngươi còn chưa lo được mà còn đi lo cho người khác à? Đây là 5kg lông vũ, hãy đem tước hết tơ lông ra cho sạch sẽ. Nếu tối nay làm không xong thì một trận đòn sẽ chờ ngươi đấy. Trời ơi, làm sao có thể tước hết 5kg lông vũ trong một đêm được cơ chứ? Phen này chắc là lại bị đòn nữa rồi. Đừng lo cô gái, ta sẽ giúp con. Đêm nay con cứ đi ngủ đi, sáng mai chỗ lông này sẽ được tước hết, hãy tin ta. Ừ, bà sẽ giúp cho cháu ư? Bằng cách nào ạ? Ta không thể nói dối con được, cứ để ta giúp con. Trời ơi, đúng là chỗ lông vũ đã được tước sạch rồi nè. Vậy là bà cụ ấy hẳn là một bà tiên rồi. Hả? Trời ơi, đã hoàn thành rồi sao? Mẹ, cô ta đã làm thế nào mà nhanh như thế? Làm xong rồi thì ta giao cho việc khác. Từ giờ tới sáng ngày mai, ngươi phải tắt cạn chiếc ao trước cửa nhà cho ta. Ừ, thưa gì, ao rộng và đầy ắp nước như thế, làm sao một mình con có thể... Nếu không thể làm được thì đừng có trách ta ác. Làm sao ta có thể tắt cạn cái ao này trong đêm nay được chứ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con, cô gái tốt bụng ạ. Bà là bà tiên hôm trước đây mà, con cảm ơn bà ạ. Ôi, quả thật là bà lão đã nói đúng, không còn một giọt nước nào. Tại sao nó có thể tắc cạn cái ao trong một ngày đêm được chứ? Thế này thì ta cần phải giao việc gì đó khó hơn mới được. Đừng có vội đắc ý, ta có việc này giao cho ngươi đây. Từ giờ tới ngày mai, hãy xây cho ta một tòa lâu đài. Nếu sáng mai thức giấc, ta không thấy nơi đây một lâu đài nguy nga lộng lẫy, thì hình phạt dành cho ngươi sẽ vô cùng đau đớn, nghe rõ chưa? Thưa gì, con không thể nào làm được việc đó đâu ạ. Không làm thì ta sẽ nhốt ngươi vào hầm và cho nhịn đói tới khi chết thì thôi. Đừng lo, ta tới giúp con rồi đây. Bà tiên ơi, sao bà tốt với con thế ạ? Con là một cô gái nhân hậu, hiền lành và rất tốt bụng, nhưng hoàn cảnh lại đáng thương. Ta không thể để mặc con phải chịu thiệt thòi được. Ôi, một tòa lâu đài thật tráng lệ, đẹp quá. Tốt,
Ngươi làm tốt lắm. Vậy là từ đó, mẹ con mụ dì ghẻ được sống sung sướng trong tòa lâu đài lộng lẫy. Còn cô gái thì vẫn làm đủ việc để hầu hạ hai mẹ con. Ôi, khổ thân dê con. Chỉ vì bận việc nhà mà ta không để ý, để em bị ngã đau chân như thế này. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi ngang qua tòa lâu đài của cô gái. Chàng ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô gái thì đem lòng yêu mến. Chàng đã bước tới và làm quen với cô gái. Ít lâu sau, hoàng tử cầu hôn cô. Cô gái gật đầu đồng ý làm vợ của chàng. Giờ thì ta phải về cung điện để xin phép vua cha tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Nàng hãy chờ ta quay trở lại đón nàng về cung nha. Vâng, thiếp sẽ đợi chàng. Thiếp vừa hôn lên má trái của chàng. Chàng hãy luôn giữ nụ hôn này nhé. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng. Nếu không, chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Ta nhớ rồi, nàng hãy đợi ta. Chuyện cô gái gặp hoàng tử và được chàng cầu hôn không qua khỏi mắt hai mẹ con mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ tức điên khi biết cô gái sắp được trở thành vợ của hoàng tử, trong khi lẽ ra vị trí đó phải thuộc về con gái của mụ ta. Trên đường trở về cung điện, hoàng tử đã dừng chân bên một con suối. Thấy hơi mệt nên chàng nằm trên bãi cỏ mà ngủ một giấc. Chàng không hề biết trong suốt quãng đường đi của mình có một người đã lén đi theo sau. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng. Nếu không, chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Nàng là ai? Ta nhớ là ta đang trên đường về cung điện để xin vua gia cưới vợ. Ta không nhớ người con gái đó là ai. Chính là thiếp đây nè. Chàng hãy mang thiếp về cung điện cùng chàng. Thật thế à? Xin lỗi nàng vì ta đã quên mất. Vậy chúng ta cùng đi. Vậy là cả cung điện náo nhiệt để chuẩn bị cho đám cưới của hoàng tử và con gái của mụ dì ghẻ. Khi vừa nghe tin, mụ dì ghẻ cũng ngay lập tức tới cung điện để chuẩn bị dự đám cưới của con gái với hoàng tử. Vậy là chàng đã quên ta thật rồi. Ta phải làm sao để chàng lại nhớ tới ta đây? Cô gái tốt bụng, cháu đừng lo. Hãy tới hoàng cung và xuất hiện trong lễ cưới của hoàng tử. Hôn lên má trái của chàng một lần nữa, chàng ta sẽ nhận ra cháu mà thôi. Nhưng cháu chỉ sợ chàng vẫn không nhận ra mình thì cháu sẽ bị nhà vua xử tội vì làm đảo lộn đám cưới của hoàng tử. Hãy dũng cảm lên cô gái. Hạnh phúc đôi khi không tự nhiên đến, phải đấu tranh và giành lấy cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ giành lại được tình yêu của mình. Khoan đã, cháu định mặc như thế này sao? Nhưng cháu không có bộ quần áo nào đẹp hơn nữa hả? Để ta. Sao nó có thể tới đây được? Hãy ngăn nó lại mau lên. Ai cho ngươi vào đây? Hãy cút khỏi đây ngay. Cô có sao không? Tôi trông cô rất quen. Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Trời ơi, ta nhớ ra rồi. Đây mới là vợ chưa cưới của ta. Nàng mới là cô dâu đích thực. Ngay khi nhớ ra mình bị lừa dối, hoàng tử đã ra lệnh bắt hai mẹ con mụ dì ghẻ nhốt vào ngục tối. Nhờ có tình yêu mãnh liệt và lòng quyết tâm, cô gái đã lấy lại được trí nhớ cho hoàng tử. Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Thầy Chu Tê. Ồ, giỏi quá, siêu thật. Đó chỉ là một trong những chiêu đơn giản nhất để sinh tồn mà thôi. Hãy nhận chúng con làm đồ đệ. Chúng con xin được theo thầy để học võ. Hai con hãy mau đứng lên đi. Nếu mà thầy không nhận lời, chúng con nhất định không đứng lên đâu. Thôi được, ta đồng ý. Chúng con cảm ơn thầy.
con mèo đó có gì mà ghê gớm thế chứ? Thầy, thầy cơ đấy, tính ra thì tài nghệ của nó có khi chỉ bằng cái móng tay của ta. Nhưng mà kể ra được người khác gọi bằng thầy thì cũng oai thật đấy. Người như mình mới xứng được gọi bằng thầy, được nhận đệ tử chứ. Ôi chao, trông thầy cáo kìa, ai phong làm sao? Ôi, thầy cứ để con. Hay quá, phải thế mới xứng tầm của ta chứ. Xem ra ta cũng phải thu nạp đồ đệ thôi. Nên lấy tên là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại gọi là thầy cáo? Không được, nghe nó quá tầm thường. Gì nhỉ? Thầy gì được nhỉ? Phải rồi, phải lấy nghệ danh là thầy Chu Tê, nghe cho nó hay. Chu Tê nghĩa là chúa tể. Cái tên này sinh ra nghe cứ như là để cho mình vậy. Ôi, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, lại còn trí thông minh vượt bậc nữa chứ. Phải về xin mẹ cho đi học thôi. Hay quá, thằng nhỏ nhà tôi dạo này mãi chơi lắm. Cho theo học lớp này tốt quá. Đúng vậy đó, tôi cũng phải gửi hai đứa nhà tôi theo học thầy Chu Tê mới được. Đẹp rồi đây. Kính chào thầy Chu Tê. Tốt lắm, thầy Chu Tê ta là người võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi nhất cánh rừng này. Các đệ tử gặp được ta là may mắn lắm đấy. Chúng đệ tử xin thầy chỉ bảo ạ. Muốn học được hết võ nghệ của ta, các đệ tử chắc phải mất 30 năm là ít. Còn muốn được thông minh lanh lợi như ta thì e rằng có học cả đời cũng chẳng được. Ở cánh rừng này, đến cả những loài mạnh như hổ hay sư tử cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa là. Nhưng thôi, trước tiên cứ khởi động đã nhé. Dạ. Giờ khởi động khớp chân khớp tay cho thật dẻo vào. Thầy đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi quay lại đây dạy tiếp. Dạ. Kiếm gì bỏ bụng được nhỉ? Ôi. Ôi. Chết tôi rồi. May quá, suýt chút nữa thì làm mồi ngon cho nó rồi. Nè, nghe nói là hôm nay trong rừng khai giảng lớp học võ thì phải. Đúng rồi, thấy quảng cáo thầy dạy võ tài nghệ cao cường lắm, lại túc trí đa mưu nữa, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, trí thông minh vượt bậc cơ mà. Mình bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Nhưng mà không biết là ai mà giỏi thế nhỉ? Thật là ngưỡng mộ đó. Nghe đâu người đó tên là... Chu Tè hay sao ấy? Hả? Chu Tè á? Dám gọi ta là Chu Tè sao? Này, hai tên khỉ nhãi nhép kia, sao dám gọi ta là Chu Tè? Tên ta là Chu Tê. Hay như thế mà các mi dám... Nhớ đó, tên ta là thầy Chu Tê. Chu Tê nghĩa là chúa tể đó, nhớ lấy. Đây rồi, phen này thì chạy đâu cho thoát. Tên cáo hổm hỉnh, thùng rỗng kêu to kia, để xem thầy Chu Tê võ nghệ cao cường đến đâu nào. Tha cho tôi đi. Ôi, phen này mình tôi thật rồi. Nhìn kìa, thầy Chu Tê kìa. Sợ quá tè ra cả quần. Đúng là thầy Chu Tè. Chu Tè. Bác hai. Ngày mai vợ chồng bác hai lên thăm nhà mình. Hai bác ấy lên chơi phố ít hôm đấy. Thật hả anh? Bác lên bao lâu? Chắc mấy ngày thôi. Gần Tết muốn lên chơi tiện thể sắm vài thứ ấy mà. Ôi trời, lại mệt đây. Em dọn dẹp lại phòng dưới để hai vợ chồng bác hai ở nhé. Vâng. Ôi, sao anh chị không gọi em ra bến xe đón? Chào anh chị. Ôi chào, chú thím bận đi làm cả ngày rồi. Anh chị biết đường cứ bắt xe ôm đến đây luôn cho nó chủ động. Trên này có thiếu thứ gì đâu, hai bác mang lên làm gì cho mệt.
Toàn của nhà nuôi trồng được, đồ sạch đấy. Cô chú yên tâm, không có thuốc sâu, thuốc tăng trọng đâu. Thôi, hai bác vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối ạ. Lại mệt rồi. Hôm nay anh xin nghỉ đưa anh chị đi chơi. Em đi làm tiện đưa con tới trường nhé. Cuối năm rồi, cơ quan nào chẳng nhiều việc. Anh nghĩ như vậy lại ảnh hưởng đến lương thưởng cuối năm thì sao? Ôi dào, chẳng mấy khi anh chị ra phố dạy ngố mà. Thôi, để vợ chồng tôi tự đi cũng được mà. Không biết thì hỏi đường. Chú Quỳ cứ đi làm đi. Vâng, hai bác thông cảm cho nhà em. Mà hai bác cứ bắt xe ôm đi. Chỗ nào họ cũng biết ấy mà. Anh chị biết rồi. Phụ em nha. Ngày nào cũng phải về sớm chở búa cơm nước. Em mệt lắm rồi. Lần sau anh bảo anh chị hai ra khách sạn ở đi. Kìa em, anh tính mày rút tiền tiết kiệm biếu anh chị một ít. Chả mấy khi anh chị ra chơi. Anh nói cái gì? Tiền mua nhà trả góp, đến hạn phải trả, chưa có khoản nào bù vào đây này. Anh biết chứ, nhưng việc nào cần chi thì mình vẫn phải chi thôi. Với lại, anh chị hai dưới quê còn nhiều khó khăn. Thôi, để mai em gấp lại đống quần áo của cả nhà, xem cái nào không dùng đến thì biếu anh chị ấy. Còn tiền thì ai lại đem cho đồ cũ. Em thật là, anh đừng có sĩ diện. Chú Thiếm, vợ chồng chúng tôi về rồi đây. Hai bác lấy đâu ra nhiều đồ thế này? Kìa em, chắc hai bác mua sắm đồ để chuẩn bị ăn Tết có phải không? Đúng rồi, mua trên này đồ tốt hơn ở quê. Đúng, đồ tốt thật, nhưng không phải chúng tôi mua cho nhà tôi, mà là mua biếu cho chú Thiếm đấy. Gì cơ ạ? Mua cho chúng em sao? Đúng, chẳng mấy khi anh chị lên chơi. Mua cho cháu ít quần áo, với lại thấy trời lạnh, chị hai bảo mua chú Thiếm cái lò vi sóng, hâm lại thức ăn cho tiện. Trời đất, anh chị không nên làm vậy chứ. Ở quê anh chị vẫn còn khó khăn, vất vả lắm mới nuôi được hai cháu ăn học. Ấy, sao chú khách sáo thế? Chú Thiếm thương anh chị biết chứ. Nhưng giờ ở quê dễ sống hơn rồi. Anh chị cũng chăn nuôi thêm con lợn, con gà, có đồng ra đồng vào, chú đừng có lo. Thực ra lần này anh chị ra cốt để thăm chú Thiếm và thằng Cu Bi, chứ cũng không phải đi chơi thăm thú gì đâu. Thấy vợ chồng con cái khỏe mạnh là anh chị vui rồi. Thu xếp Tết về quê với anh chị cho ấm cúng. Chú Thiếm ạ. Anh chị dạy phải. Mà anh chị ở lại thêm vài hôm. Em xin nghỉ. Cả nhà đưa anh chị đi chơi thành phố cho biết đây biết đó. Rồi mua ít đồ về làm quà cho các cháu nữa chứ. Ôi dào, chú Thiếm cứ bày mẻ. Nào, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Này có món thịt gà bác hai nuôi là nhất rồi. Đúng, đúng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.